mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Kim Duyên chém chệ vào top 5 sắp ra chat tại Hoa hậu siêu quốc gia, bất chấp sự cố vã miệng. Ngày 9 tháng 7, trang chủ của Miss Supreme National 2022 thông báo top 5 đại diện chiến thắng Suprachat tập 2, trong đó có đại diện đến từ Malaysia, Namibia, Hà Lan, Zambia và Việt Nam. Việc Kim Duyên lọt vào top 5 khiến cho người hâm mộ vừa vui mừng lại không khỏi bất ngờ. Được biết, Suprachat tập 2 được ghi hình ngay khi Kim Duyên vừa đặt chân đến Ba Lan. Vì có một chuyến bay dài 20 tiếng và ốm, nên cô đã gặp nhiều khó khăn cho vòng thi này. Ngay sau khi kết thúc, người đẹp Cần Thơ đã nghẹn ngào thông báo với khán giả rằng cô cảm thấy mình không làm tốt phần thi này bởi không có nhiều năng lượng. Khoảng 2-3 ngày sau, khi đến Ba Lan, sức khỏe của Kim Duyên mới ổn định hơn. Tuy nhiên, khi tập 2 Suprachat được phát sóng, cô đã ngay lập tức trở thành trò cười được lan truyền khắp mạng xã hội. Lý do vì khi được MC hỏi rằng nhân vật Disney yêu thích nhất là ai, thì Kim Duyên đã trả lời là Doraemon. Nhưng chú mèo máy đình đám này lại đến từ Nhật Bản, còn các nhân vật hoạt hình Disney thì của Mỹ. Câu trả lời này đã khiến Kim Duyên bị chỉ trích, chê bai. Cô đã phải lên tiếng xin lỗi ngay sau khi chương trình kết thúc. Nhưng đó chỉ là một sơ suất nhỏ của Kim Duyên. Những câu hỏi còn lại, cô đã trả lời rất xuất sắc. Dù khả năng tiếng Anh của cô vẫn còn gây nhiều tranh cãi, nhưng phần nội dung được đánh giá cao. Có lẽ đó là lý do mà cô đã lọt vào top 5, đại diện chiến thắng phần thi Suprachat. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.